Ở đây làm sao mà chụp ảnh được nhỉ? Thì nó cứ rung rinh ấy. Nhờ. Lên đi, lên đứng đi, tao phát trực tiếp cho lên đi. Đấy đấy, thêm miếu đây, cười tê nào. Chị ơi, phải đứng im một không, đến lượt hai chúng mày xuống đây chụp ảnh cho bọn ta đứng trên đấy đấy. Đang ở Tràng An, đang ở Tràng An chồng ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vừa đi ăn lẩu về giờ cả đoàn đi chơi. Đẹp rồi. Đi ơi. Chụp bọn chị nữa. Có thể chụp bọn chị à? Chụp bọn chị đã. Đèn đầy được mà. Vào rè nhanh nhẹ nhanh nhẹ. Ké lên đây với rè. Nào nào chị em mình ở đây. Chị em mình cao, chị em mình ở đây. Quay lại đây. Cứ chụp đi. Chụp đi, chụp đi. Cái bà này đi đã. Đây là cái này đi cao đấy. Thiếu thằng thấy đâu đây không đẹp đâu. Ôm nhau. Úi giời. Nó đâu mà chân đâu. Nó tụ đã chết rồi, tụ xấu rồi. Lên lấy đá lên. Ok 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 đi đâu. Tao tin vào hai cái bà tao cao rồi. Tôi đang phát trực tiếp với nha cả nhà ơi. Hello các tình yêu đang xem. Làm gì đấy em. Vui lắm em ơi. Em gái ơi. Thế mà không đi chơi với bọn chị. Đây này, chị ba của em đây này. Bóng bằng bạc ấy. Là bóng. Tên tên. Nó nhảy. Quê à? Đâu. Đang gặp cái. Đứng ở đây ai chụp cho mới là quan trọng. Anh Ngọc ơi, nhiếp ảnh ra đâu. Nguyên lên đây. Nguyên ơi. Đây 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 đây. Đứng vào đây chụp cả đoàn một kiểu nào. Hả? Lên đây, tí mày ơi. Hôm nay tao nhớ mà, áo bà nó chụp bộ lên. Anh Ngọc ơi, đừng tự sướng anh Ngọc quay camera sang chụp cho em. Kiều Nguyên vào đây đứng lên rồi. Lát anh Ngọc đi. Không cần bằng đâu. Cầm đây có xếp, giờ bây từ từ nhỉ. Lấy bên này đây. Lấy bên này đây, anh Ngọc đứng ở đây. Anh thích làm cái gì làm. Chân dài để phải đứng yên. Nào cả nhà tươi nào. Cái này mai mới được đi. Chân dài mặt phải đẹp. Bắt đầu lên coi. Chân dài là còn phải xinh đi chứ. Bật. Đừng không ngồi đâu, đứng thế này đi, ngồi cũng nét. Đứng lại tầng lên, hai tầng đi. Mình cao rồi. Đấy, coi nhé, hãy sang. Đúng rồi, Yến lên đây, Yến để anh Ngọc chụp. Lên đây Yến. Chụp đứng thành thành hai hàng đi. Đứng thành hai ba hàng đi. Không cần ngồi đâu, đứng từng tầng một. Đứng từng tầng một. Ừ. Thấy. Đứng từng tầng một sao không thấy. Ngồi cho nó bẩn à. Thấy cái mặt là được cái rẻ. Đứng hay ngồi?
ngồi. Đứng đi. Từ từ anh Ngọc ơi, để chúng này. Được rồi. Đi mò đang này, như này. Chị đang ở Tràng An em ơi. Ninh Bình, Tràng An, không phải Hưng Yên đâu. Lại rung rinh rồi. Ôi dồi ôi, mình mặc áo khoác mình còn lạnh mà sao anh Ngọc anh mặc áo cộc được gì? Còn mình mặc áo khoác mình còn lạnh mà sao anh Ngọc mặc áo cộc được gì? Thành phố Ninh Bình về đêm. Đấy anh Ngọc anh tự sướng. Chào anh em nhá. Phố cổ Hội An. Phố cổ Hội An. Ở đây là phố cổ Hội An. Máy lưu là thoải mái. Anh dùng cái xe lăn vẫn đầy. Phố cổ Hội An về đêm. Không phải đi đâu đó, không phải đi dọc đây ạ. Không biết đi đâu, cứ đi theo mọi người thôi. Hát trực tiếp một đoạn. Quay xuống đâu, quay xuống đâu. Bờ dưới nào? Đến đây không đẹp đâu, đi xuống dưới đi. Đi dọc bờ sông đi. Đi dọc bờ sông đẹp hơn. Phát trực tiếp đấy.